Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về loài lạc đà. Lạc đà là loài động vật quốc chẵn có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Đây là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống. Đây là những con vật thích nghi với môi trường khô hanh và nhiệt đới, thường sống ở các vùng sa mạc và cát trắng. Số gò bự, lạc đà một bướu thường có một gò lớn trên lưng, trong khi lạc đà hai bướu có hai gò. Gò chứa một lượng mỡ dự trữ, giúp chúng thích nghi với sự khan hiếm thức ăn và nước số lẹp và lông lạc đà có lông dày và thô, thường màu nâu hoặc xám. Bộ lông này giúp bảo vệ chúng khỏi nhiệt độ cao và cát. chiều cao lạc đà một bướu có chiều cao từ 1,8 đến 2,2 mét tại vai và khoảng 2,0 đến 2,7 mét tại đỉnh đầu, trong khi lạc đà hai bướu cao hơn một chút. kích thước đầu đầu lạc đà một bướu thon dài hơn so với lạc đà hai bướu và chúng thường có một đỉnh gò ở đỉnh đầu. đôi lông tai lạc đà có đôi tai lông lớn và dày giúp bảo vệ tay khỏi cát và gió. Đặc điểm cổ, lạc đà có cổ dài và mảnh mạnh, giúp chúng có thể tiếp cận thức ăn trên cây cao. Hình dáng đầu và mắt, đầu lạc đà thường hình tam giác và mắt to và nổi bật, giúp chúng có thể thấy xa trong môi trường sa mạc. Lạc đà đẻ con sau khoảng 15 tháng mang thai. Con lạc đà con có thể đứng dậy và chạy ngay sau khi sinh. Chế độ ăn uống Lạc đà là loài động vật ăn cỏ, thức ăn chính của chúng là cỏ, lá cây, và một số loại trái cây. Lạc đà là loài động vật quý báu và có giá trị lớn đối với người dân sống ở vùng sa mạc, bởi chúng cung cấp thức ăn, lông, da và có thể sử dụng làm phương tiện vận chuyển.